Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi thăm vườn nha các bạn. Mình làm video, đoạn video ngắn để quay để chia sẻ cho các bạn nha. Mình cũng bận việc bên nhà bên các bạn ơi. Bên vườn xà nhà mình bên lu bu có gầy, có công chuyện hái xài đồ lu bu nên mình không có đi qua đây thăm vườn miếng dừa, miếng xà lá mình mua được các bạn ơi. Nên hôm nay mình đi thăm rồi, mình thăm xem coi bông xài mình hôm kích đó các bạn bữa nay được hai mấy ngày rồi đó, coi coi có ra mạnh không, với phần mình thăm xài mình coi có tớ độ tuổi hái được. Chào các bạn nha, hôm nay mình đi thăm vườn nha các bạn. Hôm nay thăm thấy xài ra rất là mạnh luôn các bạn ơi. Có các bạn comment cho mình hỏi mà nói mình xài tiết này là tiết bông là nó ra bông mạnh. Mình cũng đồng ý như vậy, nhưng mà xài mình là không phải tự nhiên ra nha các bạn. Mình đã có kích đàng hoàng nha các bạn, mình kích cũng sử dụng hai lần nha các bạn, sử dụng được một và được hai nha. Được rồi, mình kích mình có làm video cho các bạn chứng minh cho các bạn đó, chứ xài này không phải tự nhiên mà ra nha các bạn. Hôm nay ra rất là mạnh luôn các bạn ơi, mình kích được hai mấy ngày các bạn. Các bạn nói tiết bông thì mình cũng là thống nhất với các bạn là tiết bông, nhưng mà xài mình là mà không phải tự nhiên mà ra nha các bạn. Mình xin đính chính lại nha, rồi mình sử dụng kích đâu đó hẳn hồi nha các bạn, nên nó mới nó ra được dài được như vậy nha các bạn. Chứ còn theo tiết bông thì hiện giờ mới lú mà các bạn ơi, mới ra khoảng 1-2 lóng tay thôi. Thì mùa là xài hiện giờ đang bông này là mùa sớm nha các bạn, rồi mùa tháng 2 các bạn ơi, nó còn giá hơn. Nếu mà xài mình đúng tiết mùa luôn là hiện giờ mới lú ra đó các bạn, là xài đó là lọt qua mùa trễ các bạn, mùa tháng 3 là không còn giá nữa nha các bạn, lúc đó là rất là rẻ luôn. Đây các bạn thấy ra cực mạnh luôn. Thời tiết cái ngày thời tiết lọt qua tháng này cũng nắng các bạn ơi, nên mình đợt bông này cũng đầu tư chi phí chắc cũng là khá là ít đó các bạn, nhưng mà giá thì nó hơi thấp thiệt, nhưng mà mình chi phí đầu tư mình hơi thấp các bạn, đầu tư thuốc đó các bạn, thuốc đó nó hơi thấp nhưng mà mình tính ra mình cũng có lợi nhuận cũng khá cao nha các bạn. Các bạn đừng thấy xài mùa rẻ các bạn nổ nha các bạn, không chăm sóc nha các bạn. Nắng này là mình sử dụng thuốc rất là thuốc thường thôi các bạn, nó không có chi phí cao, nhưng mà lúc mình bán thì nó không bằng, không có giá thiệt, nhưng mà mình tính lại cái chi phí các bạn, chi phí nó thấp á, tính ra mình lợi nhuận cũng khá cao nha. Mùa năm ngoái mình bán là mùa trễ các bạn, mùa trễ nhưng mà mình đầu tư rất là ít luôn, mình có lợi nhuận khá là cao luôn. Còn năm nay là xài của mình là lọt qua tới mùa sớm nha các bạn, mùa sớm nên mùa tháng 2 các bạn, năm ngoái là mùa sớm là mùa tháng 2 nó có giá rất là cao luôn các bạn. Năm nay xài của mình hiện trạng đang bông như này là mùa sớm như các bạn, mùa tháng 2. Tính ra chi phí đầu tư tháng nắng này ít các bạn đâu, nhưng mà lợi nhuận thì mình nghĩ là khá là cao đó. Mình khuyên các bạn nên chăm sóc nha, đừng có bỏ liều như các bạn, bị bò chỉ cái là nó gây ra nám cháy, nó lem đầu đó các bạn, là không còn có giá trị như các bạn. Gà rất là mạnh luôn các bạn ơi, giọt ra. Hôm
một lần nữa mình khuyên tất cả các bạn nha, nếu xài mình đó các bạn có ra bông đó các bạn nên dưỡng ăn nha các bạn, bạn đừng có bỏ nha, tại vì tháng nắng này chi phí đầu tư rất là kém các bạn, rất là ít luôn. Nhưng mà mình rất có lời nhiều như các bạn, mình năm mùa mình năm ngoái là mình đầu tư rất là ít luôn, nguyên vườn 4 công này mà mình tứ chưa được 1 triệu tiền thuốc các bạn, mà mình bán được là ba mấy 40 triệu nha các bạn. Mình khuyên các bạn nha, nếu xài mình có ra bông như xài của mình đây là các bạn nên dưỡng ăn nha các bạn. Tháng nắng này mình tứ chăm sóc nó, có khâu chăm sóc nó cũng rất là nhẹ các bạn ơi. Miếng vườn mình mua đây tỷ lệ ra bông khoảng 100% luôn nha các bạn, ra rất là mạnh, lúc mình phun kích đó các bạn, nó thuận tiết, nó tiết nó thuận tới là nó chuyển gió bắc đó các bạn, tiết thời tiết gió bắc ơi, gió lạnh đó, rồi cái xài mình nó gặp tiết thuận đó nên ra bông rất là mạnh luôn các bạn. Như phần mình xài lá xài mua các bạn ơi, nên nó ra bông nhiêu mình dưỡng mình ăn hết các bạn ơi, chứ mình không có bỏ. Mình năm ngoái mình ăn xài mùa lắm, ra rất là mạnh luôn các bạn ơi. Các bạn thấy video này có lời khuyên hữu ích đối với các bạn thì các bạn đừng có tiếc like nha các bạn, chia sẻ đăng ký để tìm ra những lời hay ý đẹp, những kinh nghiệm làm vườn mình chia sẻ đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.